chương 3466, kim quang mang theo chớ chu rơi xuống, thanh nguyên tổ thụ dường như ý thức được cái gì, phát sinh tiếng giống giận dữ, thế nhưng nó bị lôi hải phong tỏa, cái gì cũng làm không được, chớ chu theo huyết mạch, chảy về phía toàn bộ thanh nguyên nhất tộc. Lâm mặc ngữ vào thời khắc này, triển khai chớ chu chi dực, cho chớ chu chi dực chấn động, một cỗ sức mạnh nguyên rủ vô thanh vô tức hướng phía thanh nguyên tổ thụ lan tràn mà đi, hà hầu uyên hơi lộ ra kinh ngạc nhìn lâm mặc ngữ lướt mắt hắn cũng không nghĩ đến lâm mặc ngữ lại vẫn biết chớ chu đại đạo hơn nữa lâm mặc ngữ sức mạnh nguyền rùa tuy là cường độ không bằng kim diệt Nhưng là thuần túy trình độ nhưng vượt xa kim diệt chớ chú cái này chủng chớ chú muốn khu trục đứng lên liền khó hơn nhiều lâm mặc ngữ động tác mịt mờ chỉ là vài dây thu lại chớ chú chi dực giống như là chưa từng xảy ra chuyện gì giống nhau hà hầu uyên hít mắt ngươi dùng cái gì chớ chú lâm mặc ngữ nói ta chỉ là tăng cường kim tới nói chớ chú lực lượng khiến nó biến cường một điểm khó có thể khu trục hà hầu uyên cười ha ha chỉ đơn giản như vậy Hắn rõ ràng không có tin tưởng Lâm Mặc Ngữ lời nói. Lâm Mặc Ngữ nói: "Xem ngài nói, ta mới nói tôn Nhị Cảnh a, ta chớ chu có thể có ích lợi gì, cũng chỉ có thể làm chút trộm đạo việc." Hà Hầu Uyên không tiếp tục truy vấn. Hắn biết rõ, nếu Lâm Mặc Ngữ không muốn nói, vậy cũng không nên hỏi. Bằng không ngược lại sẽ gây nên không vui. Lâm Mặc Ngữ nhìn về phía Lôi Hại, hắn có thể cảm giác được, Lôi diệt đạo tổ nguyên dù đã có hiệu lực, đa tử thanh nguyên tổ thụ hướng phía tộc nhân của nó lang tràn thanh nguyên tổ thụ cũng cảm nhận được huyết mạch của mình bị ô nhiễm nó rồng giận liên tục thanh quang đại thịnh thân thể ẩm ẩm biến lớn trong nháy mắt dài tới vạn mét cao dễ cây ung tùng hóa thành hai chân từng bước hướng phía lôi hải ở ngoài đi tới sau mấy bước nó liền đi ra khỏi lôi hải đồng thời vô số cành cây mở rộng đen tộc nhân của mình cuồng cuộn nổi lên càng chạy càng nhanh đào mắt liền biến mất kim diệt cùng lôi thiên đều không có chi bọn họ biết mình đuổi theo cũng giết bất tử đối phương vừa rồi lôi thiên liều mạng phía dưới cũng chỉ tổn thương đối phương một ít da lông thanh nguyên tổ thụ trọng điểm một cái ta đánh không chết được ngươi ngươi cũng đừng nghĩ đánh chết ta một hồi đã điện trước không có có kết cục đại chiến lúc đó kết thúc công việc băng hỏa bí tàng chỗ ở đại điện đã hoàn toàn thay đổi hà hầu uyên cũng triệt bỏ phòng ngự chỉ có hắn chỗ ở một khối này khu vực vẫn là cỏ xanh khắp nơi trên đất mang theo một chút sinh cơ những địa phương khác đã đất khô cằn một mảnh mất quá nơi này là bản nguyên đại lục đại địa bị hủy hư lợi hại hơn nữa không bao lâu là có thể khôi phục lâm mặc ngữ giữa món tay bay ra mấy đoàn sinh chi lực sinh chi lực từ không trung nổ tung hướng về đại địa tiêu hắc đại ở sinh chi lực tầm bổ dưới xem như là khôi phục một con đường sống bất quá đại địa bên trên bên trên còn lưu lại lôi thiên lực lượng đạo tôn cửu cảnh lực lượng không thể dễ dàng như thế thanh trừ lôi thiên rơi xuống từ trên không đi tới lâm mặc ngữ cùng hạ hầu uyên trước mặt hắn đầu tiên là hướng phía hạ hầu uyên ông quyền xá dùng nhân tộc lễ tiết hỏi một tiếng tốt Hạ hầu huynh nhiều năm không gặp lần này chúng ta nhất định phải hào hào uống một chầu hà hầu uyên ha hà cười nói xác thực nhiều năm không gặp lôi huynh tinh tu lại có tiến nhanh xem ra khoảng cách cái cảnh giới kia đã không xa lôi thiên cười nói còn kém xa lắm đâu ngược lại là hạ hầu huynh tu vi càng ngày càng mạnh khiến người ta nhì không thấu a à. hai người vốn là quen biết lẫn nhau khách sáo vài câu lôi thiên mới chỉ có chuyển nhìn về phía lâm mặc ngữ vị này phải là lâm đạo hiếu a à. một cái đạo tôn cửu cảnh tồn tại Sương lâm mặc ngữ thành đạo hữu quả thật làm cho người có chút hoài ý muốn. Lâm mặc ngữ lộ ra một bộ thụ sủng như kinh dáng dấp. Lâm mặc ngữ vạp qua muốn lôi tiền bối. Lôi thiên cười nói, không cần khách khí như vậy. Lần này tới ta vâng mệnh với yêu hoàng đại nhân. Yêu hoàng đại nhân cho mời lâm đạo hữu đi vào yêu hoàng cung vừa thấy. Lâm mặc ngữ hơi sững sờ. Yêu hoàng tiền bối muốn gặp ta. Lần này Hà Hầu Uyên cũng có chút giật mình. Trong ánh mắt của hắn lộ ra phức tạp màu sắc. Bây giờ bọn họ ở yêu tộc trên địa bàn, yêu hoàng cho mời tự nhiên không có khả năng trực tiếp cự tuyệt nhưng là một ngày đi yêu hoàng cung nếu như có gì ngoài ý muốn coi như là hắn cũng cứu không được lâm mặc ngữ hắn tuy là chưa thấy qua yêu hoàng nhưng là từ tam tổ trong miệng hắn biết tiêu hoàng tính khí không thế nào tốt một phần vạn giận một cái giết lâm mặc ngữ khó không có khả năng này liền tại hắn lưỡng lự thời gian lâm mặc ngữ đã mở miệng tiêu hoàng trong mời tự nhiên muốn đi hắn nói chuyện gian cho hạ hầu uyên một cái ánh mắt đó chính là ở nói cho hạ hầu uyên không thể cự tuyệt Hạ Hầu Uyên cũng trở về Lâm Mặc Ngữ một cái ánh mắt, nói cho hắn biết, có lẽ sẽ có nguy hiểm. Lâm Mặc Ngữ trong mắt mang theo một chút bất đắc dĩ, có nguy hiểm chẳng lẽ là có thể không đi sao đừng nói có một chút nguy hiểm, coi như là cửu tử nhất sinh, hiện tại cũng không thể cự tuyệt, bằng không chút nào không cần hoài nghi, trước mắt lôi thiên. Còn có cách đó không xa kim diệt, nhất định sẽ đối với tự mình động thủ. Thấy Lâm Mặc Ngữ bằng lòng, lôi thiên nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng, đang muốn mở miệng, lại nghe Lâm Mặc Ngữ nói, lôi tiền bối có thể hay không chờ một chút sau đó tái mở trình lôi thiên nói tự nhiên có thể lôi mẫu trước xử lý một chút công việc nơi này một hồi lại tới tìm lâm đạo hữu hắn không có hỏi nhiều cái gì hiển nhiên yêu hoàng ra lệnh cho hắn chỉ là mời mình trở về hơn nữa sẽ đối chính mình đầy đủ khách khí bằng không đường đường một cái đạo tôn cửu cảnh cường giả dựa vào cái gì đối với mình khách khí như vậy lôi thiên sau khi rời đi lâm mặc ngữ vấn đạo hà hầu tiền bối nay biết yêu hoàng tìm ta đi là làm cái gì không Hạ Hầu Uyên lắc đầu, không rõ ràng. Lâm Mặc Ngữ thấp giọng nói, "Ta có chút kỳ quái, yêu hoàng là làm sao biết ta sao?" Hạ Hầu Uyên mang theo suy tư. "Nếu như ta nhớ không lầm, yêu hoàng có một cái rất cường đại pháp bảo, cái này pháp bảo có thể xử nhân quả, nhìn qua, có lẽ chính là lợi dụng cái này pháp bảo, yêu hoàng đã biết ngươi tồn tại." Lâm Mặc Ngữ theo Hạ Hầu Uyên lời nói đi suy tư, phát hiện quả thật có cái khả năng này, những thứ kia bị ký sinh đạo tôn đều cùng trùng mẫu có cường liệt nhân quả, mà bọn họ hôn mê Cuối cùng cũng là bởi vì chính mình mà sống Nếu như không phải là bởi vì mình Trung mẫu không khả năng hiện tại liên hấp thu ký Sinh thể lực lượng, sở dĩ Lợi dụng nhân quả đại đạo Cuối cùng có thể suy đoán đến trên người mình Chỉ cần cái này pháp bảo đủ cường đại Tiêu hoàng liền có thể biết chính mình Nhân quả đại đạo vô cùng thần bí Coi như là mình cũng chỉ là tức xúc đến một tia da lông Hà hầu uyên vấn đạo Ngươi phải chờ một hồi nữa Là muốn chờ các loại tam tổ đúng không Lâm mặc ngữ gật đầu tam tổ nếu làm mai từ trước đến nay cái kia phỏng chừng sẽ không quá trọng phải đi gặp yêu hoàng không có tam tổ bảo hộ cái kia sinh tử đều không khỏi mình loại cảm giác này thật không tốt hà hầu uyên cười nói ngươi ngược lại là nghĩ rất sâu a à, có thể lợi dụng đều lợi dụng lâm mặc ngữ vẻ mặt bất đắc dĩ không có biện pháp a à. cai bảo chúng ta thế yếu nhỏ bé không cẩn thận một chút mạng nhào sớm ném hà hầu uyên híp mắt nhìn hắn một cái cái kia phảng phất chính là đang nói liền ngươi còn người thế yếu nhỏ bé người thì yếu nhỏ bé, còn dám đắc tội khu vinh thượng nhân. Kinh Diệt cùng Lôi Thiên đang chỉ huy lấy người, dọn dẹp bên trong chiến trường tàn cục, thống kê có hay không có thương vong. Sau một lát, Hà Hầu Uyên Thần tình khẽ biến, xuất ra một khối lệnh bài. Lệnh bài đang đang chiếu lấp lánh. Tam tổ tới ngũ, chương mươi 1467, một bóng người xuất hiện ở xa xôi chân trời, hắn không mang theo một tia yên hỏa khí tức, trước trong nháy mắt vẫn còn ở xa vạn dặm, tiếp theo hơi thở đã tới trước mặt tam tổ nhìn qua giống như là một cái phổ thông trí cực người nhì không cảnh giới chỉ là một đạo tôn thất cảnh cường giả xuất hành tam tổ che giấu tu vi của mình tam tổ xuất hiện không có gây nên bất luận người nào chú ý dường như hắn bản ở nơi này mọi người đều đối xử xuất hiện của hắn lờ đĩnh loại này bị mọi người sao lãng tình hình kỳ thực rất cổ quái cũng chứng minh rồi tam tổ thực lực nơi đây đều là đạo tôn đạo tôn cảm ứng không gì sánh được nhạy cảm nghĩ không bị người chú ý tới so với làm người khác chú ý càng thêm chắc trở không đợi tam tổ mở miệng lâm mặc ngữ giành nói trước tam tổ xảy ra chút sự tình tam tổ hơi dưỡng sờ theo lâm mặc ngữ xin hỏi nói chuyện gì lâm mặc ngữ lập tức lấy nhanh nhất tốc độ đen yêu hoàng mời tự mình đi tới chuyện nói một lần hơn nữa thoáng có một ít khoa trương chỉ ít ở lâm mặc ngữ trong miệng nói ra hắn không thể không đi đồng thời lại biểu đạt chính mình bất an tam tổ cao mày ngươi lại nói yêu hoàng đi qua món đó pháp bảo đã biết ngươi tồn tại cũng biết ngươi có thể sẽ sở hữu băng hỏa đạo thạch lâm mặc ngữ gật đầu không sai kỳ thực cái khả năng này là hạ hầu uyên nói lâm mặc ngữ chỉ là ở chỗ này trên thân bảng sau so hơn một ít mà thôi tam tổ so với hạ hầu uyên càng hiểu hơn yêu hoàng một thân hơi suy nghĩ một chút phía sau so thấp giọng nói thật có khả năng này đã như vậy cái kia bản tổ liền theo ngươi đi một chuyến a lâm mặc ngữ như được đại xá đa tạ tam tổ tam tổ hừ một tiếng đừng tưởng rằng lão phu không biết tính toán của ngươi nếu như lão phu không đáp ứng, ngươi chắc chắn sẽ không đem băng hỏa đạo thạch lấy ra." Lâm Mặc Ngữ mặt dày nói, "Tam tổ chi thông tuệ, thiên hạ ít có." Tam tổ tức giận nói. Bất nhịn hót. Một bên Hạ Hầu Uyên nhìn lấy một màn này, giống như là ăn cái gì vật kỳ khoái. Có loại không nói ra được cảm giác, từ Tam tổ đến một khắc kia trở đi, phảng phất toàn bộ đối thoại nhịp điệu đều bị Lâm Mặc Ngữ nắm giữ, trong cảnh giới, Lâm Mặc Ngữ kém xa Tam tổ, hơn nữa Lâm Mặc Ngữ sở biểu lộ ra khí thế, cũng như cảnh giới của hắn giống nhau. Nằm ở thế yếu, toàn bộ sự việc giảng thuật, hắn dường như đều cũng có cầu ở Tam tổ, có thể rất kỳ quái, Tam tổ vẫn theo Lâm Mặc Ngữ nhịp điệu lại đi, có thể nói là bị Lâm Mặc Ngữ mang theo. Tam tổ thân là tinh minh thương nhân, lúc nào sẽ cái này dạng quá? Hạ Hầu Uyên cùng Tam tổ tương giao nhiều năm, chưa bao giờ từng thấy như vậy tình huống, hắn thử đen chính mình đại nhập đi vào, phát hiện Lâm Mặc Ngữ tiết tấu trưởng không quá mạnh mẽ, mới đưa đến tình huống này, còn có một nguyên nhân chính là Tam tổ, quá muốn băng hỏa đạo thạch, ở Hạ Hầu Uyên trong mắt Hai người đều là hồ ly, một cái lão hồ ly, một cái tiểu hồ ly. Hiện tại, cái này con tiểu hồ ly có chút trò giỏi hơn thầy, hắn như trước không nói gì, không thể nói. Nói làm không cẩn thận đắc tội hai cái hồ ly, Lôi Thiên cuối cùng cũng thu thập xong tàn cục, đi tới Lâm Mặc Ngữ trước mặt, "Lâm đạo hữu, chúng ta có thể lên đường sao?" Hắn không thấy một bên Tam tổ, phảng phất Tam tổ không tồn tại tự như. Lâm Mặc Ngữ dựa theo Tam tổ trước đó theo như lời, "Đi thôi." Lôi Thiên lộ ra nét mừng, phát sinh hét dài một tiếng không chung nôi vân rậm rạc, ngưng tụ ra một chỉ tử sắc lôi hổ. lôi thiên nói: chúng ta yêu tộc không có gì phi hành pháp bảo, cái này chỉ lôi hổ liền phục vụ lâm đạo hữu tọa kỵ a. lời ngầm chính là ghét bỏ lâm mặc ngữ tốc độ quá chậm, sở dĩ hắn lấy chính mình lực lượng, ngưng tụ ra một cái lâm thời tọa kỵ, chờ các loại lâm mặc ngữ nhảy lên lôi hổ. lôi thiên khẽ quát một tiếng, đi. hai người đồng thời hóa thành lưỡng đạo lôi quang, hướng về phương xa bay đi. tam tổ cùng hạ hầu uyên cũng không có di chuyển, tam tổ thấp giọng nói: hạ hầu còn lại chuyện ta tới xử lý về sau cũng không cần phái người tới băng hỏa bí tàng nói cho yêu tộc một tiếng chúng ta triệt để buông tha băng hỏa bí tàng danh ngạch hà hầu uyên lật đầu tốt đều theo lời ngài xử lý tam tổ tiếp tục nói ngươi làm xong chuyện nơi đây trở về thương thành a trên lịch thời gian không nhiều lắm ngươi cũng nên đổi con đường hà hầu uyên ừ một tiếng còn có một chuyện cuối cùng đã sắp xong sau khi làm xong ta liền có thể an tâm tu luyện tam tổ nói là sự kiện kia hà hầu uyên gật đầu làm cho tiểu liên tìm đồ đặc trên cơ bản đã làm cho đều có thể động thủ tam tổ ừ một tiếng được chưa thoại âm rơi xuống tam tổ đã biến mất lưỡng đạo lôi quang lấy tốc độ kinh người lướt qua bắc châu đại địa đây là lâm mặc ngữ thể nghiệm qua nhanh nhất một lần phi hành đạo tôn cửu cảnh tốc độ so với rất nhiều phi thiền đều muốn nhanh nhất là lôi thiên nó thao túng lôi đỉnh đại đạo tốc độ là nó cường hạng vảnh vạnh một ngày không tới võ thuật bọn họ đã xuyên qua hơn nửa cái bắc châu đi tới yêu hoàng cung chỗ yêu hoàng cung cũng không tại bắc châu trung ương mà là tại bắc châu thiên bắc địa phương nơi đây nhiệt độ không khí băng lãnh nhiệt độ không khí cực thấp hai người đang phi hành lúc xuyên qua từng cuộc một bão phong tiết, một tòa lớn dãy núi lớn đen phía bắc thế giới cùng ngăn cách mọi giới cho dù là đạo tôn muốn lướt qua dãy núi này cũng không dễ dàng cũng không phải là bởi vì sơn mạch đầy đủ cao sơn mạch lại cao đạo tôn cũng có thể bay qua mà là tòa sơn mạch này bên trên có một tòa thiên nhiên trận pháp mà ở sơn mạch phía dưới, có một cái bản nguyên linh mạch, trận pháp dựa vào bản nguyên linh mạch, có kinh người lực lượng, hình thành suốt năm không tiêu tan bão phong tuyết, bão phong tuyết trung ẩn chứa khổng lồ lực lượng, ngăn cản sở hữu tới ngoại giả, Lôi Thiên giới thiệu, dãy núi này kỳ thực đối với yêu tộc mà nói chính là một hồi khảo nghiệm, nếu là có đạo tôn phía dưới yêu tộc có thể xông qua dãy núi này, liền có thể được yêu hoàng thưởng thức, vận khí tốt một chút là có thể tiến nhập yêu hoàng cung, bị yêu hoàng tự mình chỉ điểm, thậm chí trọng dụng, mà yêu hoàng cung tại chỗ có yêu tộc người tu luyện trong lòng đó chính là vô thượng thánh địa yêu hoàng là tất cả yêu tộc cộng đồng ủng hộ hoàng duy nhất hoàng xuyên qua mấy trăm ngàn dặm khoảng cách phong tích sơn mạch rốt cuộc tiến nhập một mảnh bình nguyên rất kỳ quái là rõ ràng là ở cực bắc băng hàn chi điện ở phong tích sơn mạch sau đó cũng là một mảnh lâm dâm thảo nguyên thảo nguyên xa bên vô bờ hướng về phương xa kéo dài ánh mắt thoáng cái biến đến trống trải vô cùng thân ở giữa không trung trên cao nhìn xuống hướng về phương xa nhìn lại trong lúc mơ hồ thấy được một tòa cung điện mảnh thảo nguyên này cũng rất kỳ quái, nơi này nhiệt độ không khí cực thấp, kỳ thực cũng không thích hợp bất luận một loại nào thực vật sinh trưởng. Nhưng là chính là tại loại này trong hoàn cảnh ác liệt, thảo nguyên mọc lại hết sức phấn y 3 0 lôi thiên giải thích loài cỏ này rất đặc biệt, là yêu hoàng đại nhân cố ý trồng. Kỳ thực cũng là một loại khảo nghiệm. Xuyên qua phong tuyết sơn mạch chỉ là bước đầu tiên, cô thể có thể được chỗ tốt gì, còn phải xem hắn có thể ở trên thảo nguyên đi thật xa, đi được càng xa, lấy được chỗ tốt càng nhiều. Lâm Mặc Ngữ biết cái họ là chỗ tốt dĩ nhiên chính là yêu hoàng coi trọng cùng thưởng thức, loại mô thức này, kỳ thực ở nhân tộc rất nhiều trong tông môn đều có. Sở dĩ Lâm Mặc Ngữ cũng không cảm thấy có cái gì kỳ khoái đơn giản chính là khảo nghiệm một cái nghị lực, đạo tâm, tiềm lực chờ các loại loại vật này đều là nhân tộc chơi còn lại, bởi vậy có thể thấy được, yêu tộc ở phương diện trí khôn, xác thực không bằng người tộc. Trên thảo nguyên yêu hoàng cung, nhi lấy vần, kỳ thực khoảng cách như trước rất xa. Bọn họ thấy, chỉ là yêu hoàng cung hình chiếu mà thôi, hai người lại bay ra mấy triệu cực, rốt cuộc gặp được chân chính yêu hoàng cung. Chương 3468, yêu hoàng cung không gì sánh được rộng rãi, đứng vững với thế gian, tàn ra kinh người khí tức. Ở Lâm Mặc Ngữ trong mắt, nó không giống như là một tòa cung điện, càng giống như là chiếm giữ ở thảo nguyên đại địa ở trên một tòa đầu cự thú. Đây cũng là món phi thường cường đại pháp bảo. Lâm Mặc Ngữ liếc mắt một liền thấy rõ ràng yêu hoàng cung đích sắc nhãn mặt, hắn cảm giác mình sẽ không nhìn lầm. Tiêu Hoàng cung chính là nhất kiện cực kỳ cường đại pháp bảo. Cái này pháp bảo trình độ cường đại, đã vượt qua chính mình tưởng tượng có lẽ nó căn bản không phải đạo tôn cảnh pháp bảo có thể là đại đạo cảnh pháp bảo cái này pháp bảo một ngày động giết chết giống như lôi thiên như vậy đạo tôn cửu cảnh cửa ra sẽ không quá khó lôi thiên mang thao lâm mặc ngữ đi tới yêu hoàng cung trước cửa chính hai người hạ rơi trên mặt đất lôi thiên tiếng như kinh người yêu hoàng đại nhân lâm đạo hữu tới vài giây sau yêu hoàng cung đại môn tự động mở ra thanh âm uy nghiêm vang lên theo vào đi nghe thấy thanh âm lâm mặc ngữ trong đầu liền nổi lên một cái cường đại hư ảnh thanh âm trực tiếp ảnh hưởng linh hồn quả nhiên là đại đạo cảnh cường giả có thể bằng vào như vậy thì nghĩ làm ta sợ còn kém một chút lâm mặc ngữ ở thầm nghĩ trong lòng hắn không chỉ một lần cùng đại đạo cảnh cường giả 22 đã từng quen biết biết đại đạo cảnh cường giả thật lợi hạn hiện tại yêu hoàng biểu hiện không đáng kể chút nào lôi thiên mang cho lâm mặc ngữ tiến nhập yêu hoàng cung hướng phía yêu hoàng cung trung tâm mà đi xuyên qua từng gian đình viện lâm mặc ngữ thấy được rất nhiều yêu tộc tu luyện giả bọn họ đến từ yêu tộc các hệ tuy là đều hóa thành hình người có thể hoặc nhiều hoặc ít cũng bảo lưu lại một ít yêu tộc đặc thù yêu tộc nội bộ cũng không thái bình rất nhiều tộc hệ hai phe đều có tranh đấu thậm chí đã đến mức nước lửa không dung như là ở chỗ này những thứ này bình thường tranh đấu không chỉ yêu tộc lại có thể sự hòa thuận cùng tồn tại cùng nhau tu luyện bởi vậy có thể thấy được tiêu hoàng uy nghiêm cường đại bao nhiêu yêu hoàng ở yêu tộc chung đúng là nói một không hai tồn tại Yêu Hoàng Cung thập phần cự đại, bọn họ đi thật lâu, rốt cuộc tiến nhập Yêu Hoàng Cung giải đất trung tâm. Đến nơi này, yêu tộc tu luyện giả số lượng càng ngày càng ít. Lâm Mặc Ngữ minh bạch, Tiêu Hoàng trong cung có xâm nghiêm đẳng cấp, người nào có thể đi đâu bên trong đều có nghiêm ngặt quy củ. Nơi đây đã không phải là phổ thông yêu tộc có thể tới. Đi tới một tòa cao lớn cung điện trước mặt, Lôi Thiên dừng bước chân lại, Yêu Hoàng đại nhân đang ở bên trong, chính ngươi vào đi thôi. Lâm Mặc Ngữ khẽ gật đầu, hắn biết Tiêu Hoàng muốn một mình lập mặt chính mình chuyện liên quan đến băng hỏa đạo thạch liền lôi thiên cũng không có tư cách biết lâm mặc ngữ đi vào cung điện chỗ sâu nhất một cụm mông lung thân ảnh khổng lồ người trên trong đó mông lung thân ảnh chung một đôi tinh quang như có thực chất bắn ra rơi vào lâm mặc ngữ trên người lâm mặc ngữ có loại bị nhìn thấu ảo giác dường như chính mình không có gì bí mật đáng nói nhưng đây chỉ là một chủng ảo giác hắn biết là yêu hoàng cho mình ra oai phủ đầu kỳ thực không coi vào đâu lâm mặc ngữ đi tới hai tay ung quyền dùng nhân tộc lễ tiết nói nhân tộc lâm mặc ngữ ngập qua yêu hoàng yêu hoàng thấp hừ một tiếng thanh âm uy nghiêm ở bên trong cung điện vang lên thấy bản hoàng vì sao không quỳ lâm mặc ngữ không kiêu mạo, không xiểm nịnh nhân tộc tu luyện giả ngoại trừ phụng mẫu liền thiên địa cũng có thể không quỳ yêu hoàng thanh âm rét run ngươi có thể biết chỗ ở mình nơi nào ngươi có thể biết bản hoàng ra sao thân phận ngươi có thể biết bản hoàng tùy thời có thể giết ngươi kinh khủng uy áp cuốn tới như vô cùng cao sơn rơi vào trên thân loại này trọng ác phía dưới, coi như một vị đạo tôn thất cảnh, cũng đừng nghĩ an ổn đứng thẳng. Có thể Lâm Mặc Ngữ như trước mặt không đổi sắc, đại đạo cảnh cường già, Vãn Bối cũng đã gặp, yêu hoàng đại nhân những thủ đoạn này, đối với Vãn Bối vô hiệu. Nếu như yêu hoàng muốn giết Vãn Bối, Vãn Bối cũng đồng dạng biết hang hái phản kháng, có lẽ Vãn Bối sẽ chết, nhưng Vãn Bối cam đoan. Yêu hoàng đại nhân cũng tuyệt đối sẽ không tốt qua. Ba phủ yêu hoàng xương khói mông lung điên cuồng cuồn cuộn, yêu hoàng giận tím mặt, lớn mặt, lâm mặc ngữ trên người trọng áp lại tăng số cộng lần đầu khớp xương ở cột kẹt rung động phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ ngăn ra có thể lâm mặc ngữ như trước bất vi sở động thậm chí là một tia khí tức như có như không đã đi qua yêu hoàng khí thế rơi xuống yêu hoàng trên người lâm mặc ngữ hoàn thành đại đạo khóa địch nếu như yêu hoàng thật muốn xuất thủ hắn cũng sẽ không khách khí đạo tôn cửu cảnh thi thể đã chuẩn bị xong tổ thủy tín niệm chi lực cũng toàn bộ sắp xếp linh hồn đã đen đại đạo bất diệt đan cầm trong tay nếu như đạo tôn cửu cảnh thi thể đều không thể đối với yêu hoàng tạo thành thương tổn, Lâm Mặc Ngữ còn có một lá bài tẩy. Bất quá Lâm Mặc Ngữ biết, đại khái tỷ lệ sẽ không động thủ, bởi vì tam tổ hẳn là phải đến, thậm chí đã đến, đang ở một bên xem cuộc vui. Yêu hoàng cảm nhận được đại đạo khóa địch, sương mù cuồng cuộn càng thêm lợi hại. Giờ khắc này, hắn biết Lâm Mặc Ngữ là thật sẽ động thủ, không phải chỉ là nói suông. Kỳ quái nhất chính là, hắn uy áp đối với Lâm Mặc Ngữ dĩ nhiên vô hiệu. Loại trình độ này uy áp đạo tôn thất cảnh đã không thể chịu đựng nhưng lâm mặc ngữ còn có thể đứng ở chỗ này hắn căn bản không biết lâm mặc ngữ xác thực khó có thể chịu đựng phần này uy áp có thể lâm mặc ngữ có vong linh quân đoàn làm hậu thuẫn toàn bộ vong linh quân đoàn vì lâm mặc ngữ gánh vác lấy áp lực sở dĩ lâm mặc ngữ như trước có thể đứng ở chỗ này lúc này ngược lại là yêu hoàng biến đến đâm lao phải theo lao hắn nếu không phải động thủ mặt mũi là thật muốn ném nếu như động thủ hắn gọi lâm mặc ngữ tới cũng không phải là vì giết hắn ha ha yêu hoàng Ta liền nói tiểu tử này đầu khớp xương cứng rắn a, à, ngươi những thủ đoạn này, không có dùng." Tiếng cười khẽ vang lên. Pha vỡ không khí khẩn trương, chiêu cái thanh âm này, yêu hoàng uy áp cũng tan theo mây khói. Lâm Mặc Ngữ trong lòng ám thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên, Tam tổ đã sớm tới, cùng hắn suy đoán trong lòng không sai điệt lắm, Tam tổ đã sớm tới, một mực tại một bê nhì lấy đùa giỡn, yêu hoàng uy áp. cũng chẳng qua là thăng dò thủ đoạn của mình. Yêu hoàng khí hơi thở cuồn cuộn, ha ha cười nói: tiểu gia hỏa quả thật không tệ cứng như thế đầu khớp xương bản hoàng qua nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu thấy được tam tổ xuất hiện ở yêu hoàng dưới không hai mươi bảy thủ vĩ ngồi bên trên dường như hắn vẫn ở nơi đó cười híp mắt hướng về phía lâm mặc ngữ nói tiểu tử lại đây ngồi đi lâm mặc ngữ vẫn không nhúc nhích nhìn lấy tam tổ tam tổ ngài cùng lâm mỗ cũng quen biết nhiều năm nếu như ngài cảm thấy cái này dạng chơi rất khá cái kia không có ý tứ lâm mỗ không có hứng thú phụng bồi còn như yêu hoàng đại nhân ngay là đại đạo cảnh cường già đáng giá tôn kính nhưng lâm mẫu thiên sinh xương cứng ăn mềm không ăn cứng mặc dù không biết tiêu hoàng đại nhân lần này mới lâm mẫu tới là chuyện gì nhưng là không cần phải nói lâm mẫu không có hứng thú xin từ biệt nói xong lâm mặc ngữ xoay người rời đi tuyệt không quay đầu yêu hoàng là có bậc thang chính mình đi xuống nhưng bây giờ lâm mặc ngữ như không nghĩ cho hắn cái này bậc thang thật coi mình là bù nặng ngươi nghĩ đe dạ liền đe dạ muốn cùng khí liền cùng khí trên đời này nào có chuyện dễ dàng như vậy ngươi sĩ diện lão tử cũng muốn mặt mũi lâm mặc ngữ quay người lại ly khai tam tổ cùng yêu hoàng nhất thời ngẩn người tại đó cái này kịch tình như thế nào cùng bọn họ nghĩ không giống với a vốn chỉ muốn dạ một cái lâm mặc ngữ cho hắn biết đại đạo cảnh lợi hại ở phía sau trong lúc nói chuyện với nhau là có thể chiếm được thượng phong nhưng là lâm mặc ngữ căn bản không chịu đe dạ trực tiếp rời đi lần này hai người liền ngây ngẩn cảm người chậm đã dương chân yêu hoàng cùng tam tổ đồng thời để cho nói tam tổ càng là đi thẳng tới lâm mặc ngữ trước mặt chặn lâm mặc ngữ lối đi chương 3469, tam tổ ngăn cản lâm mặc ngữ đường tiểu tử Có chuyện hảo hảo nói chớ vội đi vừa rồi lâm mặc ngữ đã không lại tự xưng vãn bối mà là một ngụm một cái lâm mỗ xương hô ở trên biến hóa cũng đại biểu lâm mặc ngữ cảm xúc hắn thập phần khó chịu lâm mặc ngữ nói còn có cái gì dễ nói nói là mời ta qua đây vừa qua tới đã nghĩ để cho ta quỳ xuống không quỳ liền muốn sát nhân lâm mẫu xác thực cảnh giới thấp nhưng lâm mẫu cũng không phải dễ khi dễ như vậy vực ngoại thiên thần lâm mẫu cũng giết mấy cái đại đạo cảnh cường già cũng không phải thật giết bất tử lâm mặc ngữ dùng cực kỳ bình tĩnh ngữ khí giảng thuật một sự thật hắn xác thực giết qua vực ngoại thiên thần không chỉ là vực ngoại thiên thần coi như là đại đạo cảnh cường già hắn cũng từng giết cái này cũng ý nghĩa hắn có đầy đủ thủ đoạn con bài chưa lật muốn giết hắn nhất định phải trả giá thật lớn tam tổ ha hả cười nói vừa rồi chỉ là một hồi hiểu lầm chúng ta hòa khí sinh tài có chút hiểu lầm nói ra cũng lên tốt lắm lúc này yêu hoàng cũng nói lâm đạo hữu mới vừa rồi là bản hoàng lỗ mãng không lấy làm phiền lòng bản hoàng lần này mời lâm đạo hữu tới đúng là có việc thương lượng lâm mặc ngữ hít một hơi thật sâu mở miệng nói được rồi xem ở tam tổ mặt mũi bên trên vậy thì nhìn một chút có thể sinh ra cái gì tiền nếu tam tổ cùng yêu hoàng đã hạ thấp tư thái lâm mặc ngữ cũng thuận thế xuống bậc thang lâm mặc ngữ kỳ thực căn bản không phải muốn đi hắn biết tiêu hoàng cùng tam tổ cấp cho chính mình ra oai phủ đầu cũng không phải thật muốn giết chính mình chỉ là muốn kế tiếp trong thương lượng chiếm được thượng phong tam tổ là người làm ăn bất kể làm cái gì sự tình đều có người làm ăn đặc điểm sở dĩ lâm mặc ngữ có 8 phần mười nắm chặt tiêu hoàng sở dĩ sẽ như thế làm chính là tam tổ cho ra kiến nghị cho nên khi chính mình muốn đi tam tổ đệ một cái qua đây ngăn cản dùng tam tổ lời nói mà nói chính là bọn họ diễn hỏng rồi Sai lầm đoán trường tính tình của mình, mình chính là muốn dùng hành động nói cho bọn hắn biết, mình không phải là dễ khi dễ, các ngươi mặc dù là đại đạo cảnh cường giả, nhưng là đừng nghĩ ở trên người ta chiếm được đại tiện nhi. Kể từ đó, chính mình là có thể ở tiếp theo trong thương lượng, chiếm được thượng phong. Lâm Mặc Ngữ tin tưởng phán đoán của mình không có sai, nếu như yêu hoàng thật động thủ, hắn cũng đã chuẩn bị ổn thỏa, căn bản không sợ. Từ hạ hầu uyên trong miệng. Lâm Mặc Ngữ biết đại khái yêu hoàng tính cách, mang theo một ít động, tinh khí không được tốt lắm sở dĩ cũng không phải là không thể được động thủ bất quá bây giờ xem ra suy đoán của hắn đều là chính xác tam tổ cơ hồ là lôi kéo lâm mặc ngữ đi tới yêu hoàng đầu dưới vị trí ngồi xong tốt lắm tốt lắm xin bớt giận có chuyện gì đều có thể thương lượng lâm mặc ngữ nói yêu hoàng đại nhân mời lâm mỗ tới có chuyện gì nay nói thẳng a yêu hoàng vụ khí cuộn bản hoàng biết lâm đạo hữu thu được băng hỏa đạo thạch bản hoàng muốn hỏi lâm đạo hữu mua sắm một khối quả nhiên là vì băng hỏa đạo thạch mà đến Lâm Mặc Ngữ trong lòng có số lượng, Băng Hỏa Đạo Thạch đối với giống như ba tổ yêu hoàng như vậy đại đạo cảnh cường giả, thập phần trọng yếu. Lâm Mặc Ngữ suy đoán, giống như ba tổ yêu hoàng cái này dạng ở lại bản nguyên trên đại lục đại đạo cảnh cường giả, tất nhiên muốn đánh đổi một số thứ. Tỷ như linh hồn sẽ phải chịu tổn thương, hoặc là không cách nào ở bản nguyên trên đại lục tiếp tục tu luyện, mà Băng Hỏa Đạo Thạch có thể tẩy luyện linh hồn, cũng chính là có thể để cho bọn họ ở bản nguyên trên đại lục tiến hành tu luyện giống như băng hỏa đạo thạch loại vật này khẳng định không gì sánh được khi hữu cho nên đối với bọn họ mà nói băng hỏa đạo thạch rất trọng yếu lâm mặc ngữ đang trên đường tới liền suy nghĩ minh bạch điểm này cũng tính ra ra khỏi băng hỏa đạo thạch đại khái giá trị đối mặt yêu hoàng yêu cầu lâm mặc ngữ gọn gàng dứt khoát mở miệng yêu hoàng chuẩn bị ra giá bao nhiêu yêu hoàng rất hào khí lâm đạo hữu cần bao nhiêu bản nguyên kết tinh cái gì tầng thứ cứ mở miệng lâm mặc ngữ lắc đầu ta không muốn bản nguyên kết tinh yêu hoàng sửng sốt một chút cái kia Lâm Đạo hữu nghĩ muốn cái gì, chỉ cần bản hoàng có, đều có thể thương lượng. Tam Tổ ở một bên yên lặng quay đầu, không muốn đi xem. Cái này vài câu đối thoại, đủ để chứng minh, yêu hoàng cân bản không phải một cái tam an đoán, nào có vừa lên tới, liền đem còn bài chưa lật lộ cho người khác, hắn đều đã không muốn đi nghe xong, hắn đã có thể tưởng tượng. Lâm Mặc Ngữ tiếp đó sẽ cự long mở rộng miệng, mở ra giá trên trời. Lâm Mặc Ngữ suy nghĩ một chút nói, "Lâm mẫu đang thứ cần nói ra, yêu hoàng có thể nhìn có cái gì?" đạo tôn tứ cảnh trở lên linh tính tài liệu từ giai bên trên bản nguyên linh mạch từ giai bên trên bản nguyên linh mạch hài cốt trọng sinh căn nguyên đạo tôn cửu cảnh hoặc trên cường giả thi thể sở hữu thuộc tính đặc biệt đạo tôn thất cảnh bên trên tài liệu đạo tôn thất cảnh bên trên phật tộc pháp bảo lâm mặc ngữ một khẩu khí đen thứ mình muốn nói xong mỗi một dạng đều rất chân quý đều không phải tùy tiện có thể dùng bản nguyên kết tinh có thể cân nhắc nói cách khác mấy thứ này có tiền cũng mua không được coi như là yêu hoàng vị này đại đạo cảnh cường giả lúc này cũng phạm vào khó lâm mặc ngữ muốn đồ đạc xác thực cũng không đơn giản hắn ánh mắt dừng lại ở tam tổ trên người tam tổ mấy thứ này ngươi có không tam tổ thành tựu lục phong thương hội chủ nhân trên tay tốt quá nhiều thứ lâm mặc ngữ nói ra đồ đạc tuy là chân quý nhưng hắn thật vẫn có bất quá cùng lâm mặc ngữ theo như lời giống nhau mấy thứ này quá mức chân quý không phải phổ thông bản nguyên kết tinh có thể so sánh tất nhiên muốn lấy vật đổi vật hai người khác biệt duy nhất là tam tổ biết yêu hoàng có thứ tốt gì tam tổ nói rằng ta có nhất kiện vật tộc đạo tôn thất cảnh pháp bảo là đã từng một vị phật tộc đại đạo cảnh cường giả ở thăng cấp đại đạo trước lưu lại yêu hoàng lại hướng phía lâm mặc ngữ vấn đạo lâm đạo hữu không biết món đồ này có thể hay không xác định lâm mặc ngữ bên này không thành vấn đề yêu hoàng mới chỉ có lần nữa nhìn về phía tam tổ không biết tam tổ cần cái gì tam tổ cười nói người biết mười đá yêu hoàng hoa tiêu hoàng vũ khí trượt bị kiềm hãm mười đóa nhiều lắm tam tổ cười ha ha Phật tộc thất cảnh trở lên pháp bảo, cũng không tốt đạt được a. À. Yêu hoàng rõ ràng có chút lớn tiếc mười đóa yêu hoàng hoa, Lâm Mặc Ngữ cũng không biết yêu hoàng hoa là hóa vật, để tình huống dưới mắt đến xem, phải là một thứ tốt, Phật tộc đạo tôn thất cảnh trở lên pháp bảo, xác thực rất khó được, yêu hoàng suy tư liên tục sau đó, vẫn là làm ra quyết định, vũ khí quay cuồng một hồi, từ trong sương mù bay ra người đóa kỳ dị đóa hoa, mỗi một đóa hoa đều có cao hơn một thước, thập phần cự đại, mỗi đóa hoa bên trên đều dài hơn bảy đá phiến lá phơi bày bảy loại nhan sắc đá hoa vừa xuất hiện liền tản mát ra hào quang óng ánh lâm mặc ngữ phảng phất thấy được cầu vòng bảy màu tam tổ đồng thời xuất ra nhất kiện hoa danh pháp bảo hoa danh pháp bảo vừa xuất hiện trong cung điện liền vang lên trận trận phật tiếng cái này đồng dạng là nhất kiện khó được cử đại pháp bảo hai người kiểm hàng xác nhận không có vấn đề phía sau tiền trao cháu múc hoàn thành giao dịch yêu hoàng lại đem hoa danh pháp bảo đưa đến lâm mặc ngữ trước mặt lâm mặc ngữ cũng là xuất ra một khối bị phong ấn băng hỏa đạo thạch cùng vừa rồi giống nhau tiền cho cháu múc trong ngáy mắt giao dịch hoàn thành đại gia theo như nhu cầu đạt được băng hỏa đạo thạch phía sau yêu hoàng rõ ràng có chút kích động vũ khí không ngừng sôi trào lúc này lâm mặc ngữ bỗng nhiên nói rằng không biết yêu hoàng còn muốn hay không băng hỏa đạo thạch yêu hoàng thanh âm chợt biến đến nặng nề ngươi còn có thổi tam tổ cũng nghi ngờ nhìn qua ngươi còn có băng hỏa đạo thạch chương ba nghìn yêu hoàng cùng tam tổ ánh mắt đồng thời rơi vào lâm mặc ngữ trên người ánh mắt như có thực chất, nếu như thông thường đạo tôn, sớm đã bị ánh mắt của bọn họ hù chết. Lâm Mặc Ngữ nói, tự nhiên còn có, đang khi nói chuyện hắn lại lấy ra một khối băng hỏa đạo thạch, cùng phía trước băng hỏa đạo thạch giống nhau như đúc, hắn suy đoán, hai người dùng băng hỏa đạo thạch tẩy luyện linh hồn, một khối không nhất định đủ, chính mình từng dùng qua, ở tẩy luyện linh hồn sau đó, băng hỏa đạo thạch bên trong lực lượng có chút yếu bớt, lúc trước, Xích Tông cùng Lam Sơn dùng băng hỏa đạo thạch hợp thành đại trận lúc, Băng hỏa nói ít kia đang kéo dài không ngừng tiêu hao lực lượng, sở dĩ bọn họ mới chỉ có dùng tự thân duy trì liên tục không ngừng tiếp dẫn đại đạo chi lực, vì băng hỏa đạo thạch bổ sung lực lượng. Bởi vậy có thể thấy được, băng hỏa đạo thạch bên trong lực lượng cũng không phải là vô cùng vô tận, cũng không phải đơn giản có thể bổ sung. Lấy yêu hoàng cùng tam tổ thực lực, một khối băng hỏa đạo thạch tám phần người không quá đủ. Hiện tại nhìn một cái hai người phản ứng, quả thế, từ hắn xuất ra khối thứ hai băng hỏa đạo thạch phía sau hai ánh mắt của người liền không còn cách nào từ băng hỏa đạo thạch bên trên rời lâm mặc ngữ từ hai ánh mắt của người trung cảm nhận được khát vọng thậm chí còn có một ít tham lam có thể tưởng tượng nếu như không phải một ít đặc biệt nguyên nhân khác hai người khả năng đã động thủ đoạt lâm mặc ngữ thấp giọng nói vẫn là mới vừa điều kiện như quả yêu hoàng đại nhân cần có thể cầm lâm mẫu muốn đồ đạc đến đổi yêu hoàng trong lúc nhất thời khó khăn hắn lần thứ hai nhìn về phía tam tổ tam tổ còn nữa không tam tổ lần này trực tiếp quay đầu rước khoát cự tuyệt không có, Tam Tổ đã xem 563 xuất ra rồi, Lâm Mặc Ngữ lấy được băng hỏa đạo thạch tuyệt đối không chỉ hai khối, khẳng định còn có. Chính mình tuy là cùng hắn từng có ước định, nhưng cũng không có ước định số lượng. Lâm Mặc Ngữ cái này con tiểu hồ ly tối đa cho mình một khối băng hỏa đạo thạch, nếu như muốn càng nhiều hơn, chính mình khẳng định cũng muốn lấy đồ đi đổi. Sở dĩ, hắn quả đoán cự tuyệt yêu hoàng. Lâm Mặc Ngữ muốn mấy thứ này đều quá mức khi hữu, mình coi như có, cũng sẽ không rất nhiều. Mình cũng lại không đủ dùng, yêu hoàng bị tam tổ cự tuyệt cũng không sinh khí suy nghĩ một chút phía sau nói lâm đạo hữu ngươi ở nơi này đợi chút một hồi Cõi âm rơi xuống yêu hoàng khí tức chật tiêu thất yêu hoàng đã ly khai yêu hoàng cung tam tổ lúc này nhìn về phía lâm mặc ngữ lâm tiểu tử ngươi đến cùng thu được bao nhiêu băng hỏa đạo thạch lâm mặc ngữ cười không đáp cầm trong tay băng hỏa đạo thạch ném cho tam tổ tam tổ đây là lâm mỗ bằng lòng vì ngươi đem ra băng hỏa đạo thạch ngụ ý ngươi muốn càng nhiều hơn băng hỏa đạo thạch vậy xuất ra đồ đạc đến đổi tam tổ mới tiếp nhận băng hỏa đạo thạch còn đến không kỳ vui vẻ nửa giây liền thấy lâm mặc ngữ trong tay lại thêm ra một khối băng hỏa đạo thạch tam tổ ánh mắt trừ rất tròn bộ dám kia cực kỳ giống ăn trong chén nhìn trong nồi tham lam đầu lâm mặc ngữ cười nói tam tổ nhi đến lấy thân phận của ngài cũng không đến nỗi xuất thủ cướp trắng trợn a tam tổ không mất lúng túng cười rồi một tiếng vừa rồi hắn quả thật có trong nháy mắt từng sinh ra cường đoạt ý niệm trong đầu bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt hắn mặt dày lấy lão phu thân phận tự nhiên không có khả năng đoạt một cái tiểu bối đồ vật bất quá điều kiện của ngươi thật sự là hà khắc rồi một điểm ngoại trừ lão phu cũng không có mấy người có thể cầm ra được lâm mặc ngữ cười nói hà khắc sao bởi vì nó đáng giá lúc đó xích tâm cùng lam sơn hai vị đại đạo cảnh tiền bối như là nói cho ta biết băng hỏa đạo thạch cực kỳ chân quý nhất là ở bản nguyên đại lục bên trong dùng một khối thì ít một khối tam tổ ánh mắt vi ngưng xích tâm cùng lam sơn hai người trở về đại lộ đúng không lâm mặc ngữ gật đầu bọn họ cùng lâm mỗ hẹn xong ở lâm mỗ đang lâm đại đạo lúc bọn họ sẽ đến tiếp ta tam tổ nói ngươi bên trên từ phúc diên cũng không phải cạn ngươi có thể biết bọn họ thân phận của hai người lâm mặc ngữ lắc đầu ta cũng không lấy thân phận đi kết giao bằng hữu tam tổ triệt để thu hồi cước trắng trợn ý niệm trong đầu được rồi đợi sau khi trở về lão phu tìm xem tồn kho còn có cái gì có thể đem ra giao dịch lâm mặc ngữ nói kỳ thực nay còn có một hạng đông lấy giao dịch hơn nữa vật như vậy, đối với ngài mà nói, không hề khó khăn. Nói một chút coi. Tam tổ ánh mắt hít lại, biết Lâm Mặc Ngữ theo như lời chắc chắn sẽ không đơn giản. Lâm Mặc Ngữ nói: "Ta biết ngài khẳng định đối với từng cái bí tàng tình huống rõ như lòng bàn tay, ta muốn sở hữu tồn tại vực ngoại thiên thần bí tàng tin tức, cùng với bí tàng bên trong tài liệu cận kẽ." Tam tổ nói: "Ngươi đây là giết vực ngoại thiên thần nhịn lên rồi a?" À. Lâm Mặc Ngữ cười ha ha, "Không có biện pháp, bằng không tu luyện quá chậm." tam tổ nhìn từ trên xuống dưới lâm mặc ngữ tiểu tử ngươi đến cùng ngương tụ bao nhiêu đạo văn lâm mặc ngữ cười nói ngươi đoán tam tổ khẽ hừ một tiếng hắn mới chỉ có lời đoán tư liệu quả thật có nhưng cần chỉnh lý một phen chờ ngươi trở về thương thành lão phu sẽ cho ngươi tư liệu đều ở đây lục liên trong tay coi như là tam tổ hiện tại cũng không lấy ra được lâm mặc ngữ cười nói tốt còn có một chuyện khác nếu như ngài có thể làm được đồng dạng có thể giao dịch một khối băng hỏa đạo thật ngài rất thủ giúp ta đi giết khô vinh thượng nhân tam tổ trừng mắt không có khả năng ngươi có thể biết khô vinh thượng nhân thực lực lâm mặc ngữ nói đại đạo cảnh thực vật hệ đại đạo cảnh sinh mệnh lực cường đại nhưng lực công kích cũng sẽ không quá mạnh mẽ lấy tam tổ thủ đoạn hắn không sẽ là đối thủ của ngài tam tổ hương một tiếng ngươi cũng biết hắn là thực vật hệ đại đạo cảnh cừ giả coi như hắn không phải đối thủ của lão phu nhưng lão phu muốn giết hắn cũng tuyệt đối không thể lâm mặc ngữ nói nếu như ngài cùng yêu hoàng liên thủ đâu tam tổ lắc đầu nói còn chưa đủ, ít nhất phải bốn vị đại đạo cảnh liên thủ mới có cơ hội giết hắn. Hơn nữa cơ hội sẽ không vượt lên trước 5 phần 10. Lâm Mặc Ngữ biết Tam Tổ cũng không có nói quang. Khâu Vinh thượng nhân có lẽ lực công kích ở đại đạo cảnh trung đội sổ, nhưng dinh mệnh lực tuyệt đối khủng bố. Tam Tổ tiếp tục nói: "Kỳ thực phía trước chúng ta đã xuất thủ qua, ta và yêu hoàng đồng thời sử dụng nhân quả pháp bảo, chặt đứt Khâu Vinh thượng nhân cùng băng hỏa bí tàng giữa nhân quả, nhưng là chỉ có thể làm tới mức này." Lâm Mặc Ngữ nghĩ đến ở băng hỏa bí tàng trung, trùng mẫu đột nhiên mất đi lực lượng khởi nguồn nguyên lai là tam tổ cùng yêu hoàng động thủ hắn thở dài xem ra sau này ta muốn tự cầu đa phúc tam tổ nói ngươi lá gan cũng là đủ lớn liền đại đạo cảnh cũng dám đắc tội lâm mặc ngữ ám đạo vậy thì có cái gì lão tử còn giết qua đại đạo cảnh đâu lúc này yêu hoàng khí tức xuất hiện lần nữa ở trong cung điện trên bảo tọa tràn đầy sương mù sau đó một con thùng luồng mãng xà thi thể bị ném tới thi thể rất mới mẻ trong lúc mơ hồ còn lộ ra sinh cơ rõ ràng vừa chết không lâu linh thú giao mãng không thuộc về mãng long khoảng cách long tộc còn kém một cái tầng thứ từ thi thể tản mát ra khí tức tới đã đạt tới đạo tôn cửu cảnh ở linh thú trung tuyệt đối thuộc về cường gia đình cao yêu hoàng dĩ nhiên trực tiếp đi săn giết một đầu đạo tôn cửu cảnh linh thú dùng để tiến hành giao dịch cái này có thể hay không yêu hoàng thanh âm trầm thấp hắn rất rõ ràng kiềm nén cùng với chính mình sát khí coi như là yêu hoàng giết một đầu đạo tôn cửu cảnh linh thú dường như cũng không dễ dàng như vậy. Cũng không phải là yêu hoàng thực lực không đủ, mà là yêu hoàng ở bản nguyên đại lục không thể sử dụng toàn lực, bởi vậy có thể nhìn ra được, khô Vinh thượng nhân đồng dạng không thể sử dụng toàn lực. Lâm Mặc Ngữ đem Băng Hỏa Đạo Thạch ném cho yêu hoàng, đồng thời nói rằng, không thành vấn đề, yêu hoàng tiếp nhận Băng Hỏa Đạo Thạch, khí tức cuồn cuộn, hiển nhiên hết sức cao hứng. Có thể ngay sau đó, Lâm Mặc Ngữ trong tay lại ra khỏi khối thứ ba Băng Hỏa Đạo Thạch, yêu hoàng lần thứ hai kinh ngạc nói: "Ngươi còn có lâm mặc ngữ cười cười yêu hoàng chúng ta làm giao dịch như thế nào